Kênh YouTube Bác sĩ Cây Nho Ninh Thuận xin chào tất cả các anh chị. Thì mấy hôm nay Phan nhận rất là nhiều câu hỏi liên quan đến tổng chi phí làm một vườn nho ở Ninh Thuận của em là bao nhiêu tiền, và đặc biệt hơn là cụ thể hơn nữa là ở farm em chi phí làm một vườn nho trên 1.000 mét vuông sẽ được bao nhiêu. Thì hôm nay em xin chia sẻ chi tiết cho các anh chị được rõ. Thứ nhất là cái khâu mà cải tạo đất, thường là sẽ có cày xới này và bón vôi này, và sau khi mà cày xới thuê nhân công tạo thành những cái đường rãnh này đó. Như ở Ninh Thuận em á thì chuyên giờ làm những rãnh như thế này, còn như các anh chị ở các tỉnh tùy theo vùng miền thôi. Miền Nam thì phải tư vấn đắp mô, và miền Bắc thì cũng tư vấn đắp mô luôn. Thì chi phí mà cày bừa rồi và mua phân chuồng, phân đặc biệt là phân bò, phân dê và ủ á, là và sau khi trước khi trồng nữa là mình sẽ bón lót phân lân nữa, thì giá dao động á, tổng chi phí á, là dao động khoảng 15 triệu cái phần cải tạo đất. Thì trung bình một sào thì cần khoảng 1 tấn đến 1 tấn rưỡi phân. Đó, mà phân hiện tại thì giá dao động ở em á, là thường là sẽ là 1.000 đồng trên 1 ký thôi. Đó. Và tiếp theo á là cái khâu làm vàng. Làm vàng thì như các anh chị thấy cái phần biên á thì farm em sẽ làm những cái trụ này, trụ cam xe này. Đó, rất là chắc chắn, đòi hỏi là kiên cố, bởi vì ở em á, là sử dụng hệ thống tăng để căng vàng nên bắt buộc phải dùng trụ gỗ như thế này để nó có lực đàn hồi cho tốt. Còn anh em các tỉnh có thể tận dụng như là những cây thiết, cây trụ bê tông thì mình sẽ làm hệ thống vàng khác đó. Thì trung bình á, đối với 1.000 mét vuông thì em cho ngang á, là 20 và chiều dài á, là 50 đi, thì trung bình á, là theo cái kỹ thuật ở farm em cứ 2m một cây và hàng khách hàng, và cái cây cũng 2m nên đi song song đó là cây trụ nó cũng phải là 2m một cây. Thì trung bình bề ngang á là 20m á thì nó sẽ được 10 cây nhân cho đối diện nữa là 20 cây, và cái bề dài á là 50m là 25 cây, 25 nhân 2 nữa 50, thì tổng cộng là 70 cây. Và giá hiện tại một cây trụ á là dao động khoảng 250 đến 300 đi, thì phải tính mát luôn là 300.000 á, là tổng hàng vàng trụ á, là sẽ gần 21 triệu. Và tiếp theo song song với những cây nho này là sẽ có những cây tre như thế này. Đó, cây tre thì một vườn nho một sào là 250 cây, thì liên quan là sẽ làm 250 cây tre. Một cây tre á, là dao động là khoảng 6.000 một cây đây, 6.000 một cây nhân cho 250 á, thì nó sẽ dao động khoảng 1.500.000 tiền cây tre này. Đó, và hệ thống thép thì như các chị đang thấy đi theo những cái đường biên của cây trụ á, là sẽ những có cây thép là thép ba này hoặc bốt, còn đang ô vuông á là có thép chỉ là 0.8 ly. Thì trung bình là 1.000 mét vuông á thì sẽ tiêu tốn là khoảng 75 kg thép biên này đó, và 75 kg thép này. Và giá hiện tại là Phan Minh tính cho trung bình là khoảng 25 đến 27.000 một ký, thì dao động mà tiền thép là khoảng tạ rữ nữa, thì tiền dây thép dao động thì sẽ khoảng 3 triệu hơn đó. Đó, vậy là xong cái khâu làm vàng rồi. Làm vàng thì phải tính tổng hết những chi phí từ trụ này, cây tre này và dây thép á, thì giá dao động là khoảng 30 triệu. Và đây á là có thể nói là tốn chi phí nhất. Và vàng nho của mình á thì đảm bảo mình làm như thế này thì bảo hành hết một mùa, một vụ lận, một vòng đời của nó đó, là có thể là dao động từ 7 đến 10 năm. Đó, nên là chỉ tốn mà tốn chi phí lúc đầu thôi. Đó, còn farm em á thì vẫn giữ cái phương pháp tưới nước truyền thống, nên chỉ cần tốn cái khâu mà khoan giếng khoan này. Nếu ở các anh chị mà có hệ thống mương á thì không có cần phải thuê khoan giếng, còn như ở em á thuê khoan giếng khoảng 2 triệu, và mua một cái máy bơm nữa, ngựa rử hoặc hai ngựa, thì nó dao động khoảng cho 2 triệu đi. Đó là tính ra tổng chi phí mà nãy giờ và cái khâu mà làm đất này là 15 triệu, cộng với chi phí làm vàng á là 30 triệu, và cộng với chi phí mà làm hệ thống nước á, như đơn giản của em ấy khoảng 5 triệu đi, là tổng cộng hết là 50 triệu cho một vườn nho nha các chị. Và tiếp theo á là quan trọng nhất là cái phần cây giống.
cây giống farm em mà đang cung cấp tùy theo số lượng sỉ lẻ thì đối với một sào là 250 cây á, thì tùy theo giống, giống cao cấp và giống thường á, thì dao động từ 15 đến 25 triệu trên một một sào nữa, thì tổng chi phí luôn á thì chỉ dao động á là khoảng từ 60 đến 70 triệu thôi là hết một dàn nho một sào đó. Nên là tính ra tất cả các chi phí luôn mà xuống trồng cây nho luôn á thì dao động khoảng 60 đến 70 triệu thôi nha các anh chị. Còn nếu như mà các anh chị nếu muốn mà lắp đặt cái hệ thống mà nhỏ giọt luôn á thì cái giá dao động chỉ thêm á, công thiết kế này và lắp đặt và mua hệ thống bơm và bé thì thêm 10 triệu nữa, thì dao động mà nếu mà có luôn mà hệ thống tưới nhỏ giọt luôn á thì dao động khoảng từ 70 đến 80 triệu thôi nha các anh chị, là sẽ có một vườn nho đó. Và tính từ lúc trồng nữa mà tới khi thu hoạch á thì nó sẽ mất thêm kinh phí là khoảng thêm 20 triệu nữa, và cái đầu tư phân thuốc và đến khi thu hoạch đó, thì dao động là khoảng 100 triệu cho đến khi thu hoạch là tầm khoảng gần một năm nha các anh chị đó. Thì thường mỗi nông dân ở em á thì làm trung bình từ 3 đến 5 sào nho thôi là đủ năng suất và đủ kinh tế, bởi vì cây nho là một cái giống cây mà có thể là cho kinh tế rất là cao đó. Nên trung bình nếu mà làm hiệu quả thì trong năm đầu thì đảm bảo là thu hoạch sẽ lấy lại nguồn vốn rồi, và những năm tiếp theo là những năm lợi nhuận của mình. Nếu mình làm hiệu quả thì cây nho rất là bền, như hiện tại như các anh chị thấy ở đây là vườn nho xanh này, và farm em đã làm đến đây đã được 7 năm rồi, và hiện tại năng suất rất là cao cho đúng cái dịp Tết này đó. Đây đó. Và dự kiến một vườn như thế này là một sào rưỡi, và cái sản lượng là 2 tấn rưỡi cho cái giá trung bình mà dịp Tết á là thường khoảng cho 80.000 một ký đi, thì cái giá là nó rất là ngon thôi các anh chị, đảm bảo là rất là đạt năng suất cao đó. Vậy tổng chi phí một vườn nho ở Ninh Thuận thì em đã chia sẻ rõ rồi, nên là các anh chị xem mà tham khảo nha. Còn mà tùy theo mỗi cái vùng miền khí hậu mà mình làm theo kiểu truyền thống dàn mướp ở Ninh Thuận hay là dàn chữ Y thì là tùy theo mỗi vị trí và mỗi cái điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu để quyết định mình làm nên làm theo kiểu nào. Thì như ở Ninh Thuận em thì vẫn ưu tiên sẽ làm mô hình dàn, còn mà tương lai thì em sẽ mở rộng và nâng cấp lên cái hệ thống nhỏ giọt này và những cái phương pháp mà giúp cho cây nho có thể phát triển tốt ở cái điều kiện khí hậu càng ngày càng khắc nghiệt hơn, thì lúc đó em sẽ xin chia sẻ thêm cho các anh chị. Vậy video của em đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những video tiếp theo. Các anh chị hãy like và share những video này thật nhiều để lan tỏa cái cảm hứng trồng nho đi đến tất cả các anh em trên cả nước. Em xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tiếp theo.